Ý nghĩa phong thủy của mai bình tích lộc và cách chọn mua. Ở đây là sản phẩm mai bình tích lộc với phần cổ thu nhỏ lại, thân bình phình to ra và có phần chân đế giúp bình vững chãi hơn, hình dáng cũng thon thả hơn so với bình hút tài lộc. Chất liệu làm nên mai bình tích lộc là loại đất cao lanh của làng nghề gốm Bát Tràng, chế tác thủ công, nung ở nhiệt độ cao. Các anh chị có thể thấy gốm sứ Hoàng Phát có đa dạng mẫu mã mai bình tích lộc với các họa tiết khác nhau, được trang trí vô cùng tỉ mỉ, công phu, tùy thuộc vào nhu cầu của các khách hàng. Cách đặt mai bình tích lộc phong thủy để phát huy hết ý nghĩa phải đặt ở những vị trí đắc địa hợp phong thủy. Đặc biệt, bảo vật này nên đặt ở phòng khách, phòng làm việc, phòng trưng bày bởi vì là những nơi hội tụ nguồn khí âm dương dồi dào nhất. Mai bình tích lộc sẽ thu hút mọi nguồn vượng khí phong thủy cho gia đình. Ngoài ra, các anh chị có thể đặt trên bàn, tủ trưng bày, những vị trí trang trọng để vật phẩm phong thủy không phải chịu những tác động xấu từ bên ngoài. Anh chị em quan tâm đến mai bình tích lộc, hãy để lại comment để em Dũng tư vấn kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại anh chị ở những video sau.